Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Khỏe không các bạn? Bây giờ mình đang ở đâu ta? Mình đang ở gần thành phố Dallas các bạn ha, Dallas. Thì đây các bạn thấy trường đua, nhưng mà hôm nay không có cái gì xảy ra trường đua này, cho nên các bạn thấy rất là êm ấm. Xe sẽ kêu gì ta? Chắc cái máy AC đây vòng vòng phía sau. Bữa nay gió các bạn, đây gió quá. Thì mình có hẹn một người anh ta là người Việt Nam ha. Thì mình đang hồi đến đây mình mua cái remote các bạn ha. Thì giờ mình chạy đắng, hình như anh đang đậu ngoài kia cả. Đậu ngoài kia cả. Giờ mình chạy đâu đó để mình lấy cái remote các bạn ha. Wow, lên tới bữa nay lên tới đây gió nhiều các bạn. Mình chạy lọt vô đây luôn. Trường đua ở đây thì nó gọi là Motoplex các bạn ha. Ở đây không biết nó có đua quarter mile không ta? Hình như là cái trường đua nó có, nó kiểu cách như là đua chạy vòng vòng á, là cũng như là autocross này kia nọ. Để coi anh đâu à? Trường đua nó cũng bự chứ bộ. Summit Racing có thấy cái chỗ này nó là quarter mile luôn các bạn. Đó, quarter mile luôn. Slow được qua chạy cũng ớn ớn ha. Vào đây mấy xà lậu này tốc độ nhanh cho nên ra vô cũng nguy hiểm. Cái này gió chưa ta? Đó. Các bạn thấy những ghế ngồi trên ở trên là cái chỗ mà ngồi coi đua xe. À, cái robot kia. Máy cảo. Yes. Các bạn biết sao không? Vào xe chạy nhiều không? Mình muốn mua cái remote và một xe đó các bạn ha, để chạy cho nhiều khi cần thì mình dùng cái remote đó cho nó dễ. Kéo remote kia nó dài quá các bạn ha. Nhiều xe thì kéo ok, một xe thì chạy cái remote này nó rất là tiện. Và cái này đặc biệt cái là nó là aluminum nha các bạn, nó là bằng nhôm nha. Đó, mình rất là thích. Hello anh Trung. Khỏe không anh Trung? Hi, hello Khói Xe đi. Hello Khói Xe. Ok, để mình đậu này cho nó bằng đây ha. Các bạn thấy đây là chiếc Toyota Tundra và đây là chiếc F450 thì khá là bự. Thì chiếc này nó kéo remote này đó là rất là dễ dàng. Chiếc này kéo remote này cảm giác sao? Ok không? Bình thường ở đâu có gì ha? Chạy nó đâu có đảo, nó có trao gì ha? Mấy lần cái semi nó qua mặt mình mà chạy 60-70 nó có lắc không? Bình thường vậy là ok rồi. Đẹp quá ha. Chiếc này limited edition luôn ha. Wow. Cái này nó gọi là Crew Max ha các bạn ha. Tại sao nó gọi là Crew Max? Crew Max là cái cửa phía sau nó bự bằng cái cửa trước, nó gọi là Crew Max. Còn cái cửa mà nhỏ hơn nó gọi là Double Cab đúng không? Double Cab mình nhớ hồi đó mình có Double Cab, rồi mình có Extended Cab, rồi mình có Crew Max.
À, Chrome Max thì cái khung sao nó ngắn đúng không? Khung sao nó có 5.3 cho nên các bạn bỏ cái motor lên không có vừa nữa. Phải nếu bỏ motor lên chắc phải bỏ cái theo ghế nó xuống ha, cái bựng này xuống, motor nó mới nằm được. Thấy cái hết của tao. Way safe. Ở đây nó có cái đồng hồ đây, nó sẽ cho mình biết cái turn way là nó đè lên cái là bao nhiêu nặng bao nhiêu. Ok, vô rã rồi ha. Đấy, không ai cho mình nữa không? Cái này nó cái gọi là bumper pool ha các bạn ha. Bumper pool. Còn cái roof deck là cái mà nó móc vô bên trong hông xe. Lấy chìa khóa mở này ra. Bữa nay gió quá các bạn. Từ cái khu này khu trống nữa cho nên rất là gió. Thì thường thường cái trường đua nó hay xây ở ngoài trống ha, cho nên không có ồn ào, không có làm phiền người ta. Ok. Để mở cái này xong à, mở cái này lên mới đưa cái ra. Thì đây là cái aluminum frame luôn các bạn ha. Đó. Cho các bạn coi cái frame nó dưới đó, nó là aluminum luôn. Đó, các bạn thấy không? Ok. Đó, mở khóa ra. Bắt đầu đưa cái này lên. Ừ, gió ha. Gió cái này chạy nó túng dầu lắm nè. Thì nó bơi nó khỏi cái rồ mọt mình đó. Đâu, hết luôn ha. Là ok, khá đó, xong rồi chạy xe truck của anh Trung lên trước. Xong rồi mình xe truck lại. Thì đây nó có cái escape door luôn các bạn ha. Mở lên cái chắc khóa lại ha. Tôi thấy cái escape door à. Nhảy vô đây. Hello. Đây là cửa bình thông các bạn ha. Không biết anh có khóa không sao. Đó. Hello. Ngon lành kênh đào. Một xe thôi. Để mình mở cái này xuống cho nó khỏi bắt cái bụi ra luôn các bạn ha. Mở nó ra. Mở nó ra. Đưa nó xuống. Cho nó khỏi này đó các bạn ha. Bự quá. Mới cạo cạnh các bạn. Mâm cũng là mâm aluminum luôn các bạn ha. Mâm nó là 15 inch. Đó. Cái chung dê xe lại mình đó. Chìa khóa trọng á. Cái này nó là màu đen, nó rất là tuyệt luôn. Cái xe này mà nó kéo rồi một này giống như nó không kéo các bạn. Lên xa lộ rồi chạy rất là đầm. Thấy không? Vô. Ngay luôn. Qua kia chút. Qua kia chút. Đâu chạy tới đi, chạy tới. Chạy tới. Thôi cho mình chạy chứ. Hả? Năng chỗ không thấy hả? Ok. Ok. Qua kia chút. Qua kia chút. Xe này từ mùa hè đến giờ mình không có chạy luôn các bạn. Không có chạy luôn cho nên bỏ cái bản rất dơ. Và mình mới biết được là cái bản số mình đã hết hạn rồi. Hết hạn rồi. Chạy cái này cảnh sát nó chụp lại là nó bị ăn ticket. Đấy nữa, thấy không? Cái này nè. Qua đây chú, qua bên đây chú. Qua bên đây.
Còn này, chạy tới chú Huy, chạy tới chú Huy. Chạy tới. Ok, khẳng lại, khẳng lại, khẳng lại, khẳng lại. Đó. Thôi, 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 chạy tới chút, đưa nó qua đây chút. Đưa nó qua đây chút à. Chạy tới đi, chạy tới. Ok. Ok, nhiều quá, khẳng lại, khẳng lại. Qua đây chút, qua đây chút. Qua kia, qua kia, qua kia, qua kia. Qua kia. Qua kia, ơi, ơi. Ơi, ngồi đi. Mình chạy cho, mình chạy cho. Không thấy. Không thấy ờ. Không thấy được. À. Ok. Để coi anh nói sao mà không thấy. Thấy sao thấy? Zoom lại nè. Zoom vô. Các bạn thấy rõ không? Đó. Zoom vô là thấy rõ không? Được chưa? Xíu nữa hả? Khoan. Hay không? Hay. Vậy mới hay. Vô là ngay chốc luôn các bạn ha. Hạ à, xuống. Còn mấy xương nổ của khác. À. Xong rồi đẩy nó qua bên kia chút. À, ok. Đó, giờ mình xây cái này thì mình sẽ hạ cái remote vô trong cái này và cái chân nó sẽ đưa lên. Phải đưa lên cho nó hết, chừng nào cái nồi nó ngừng là thôi. Ok, vậy là ok rồi ha. Xong rồi bắt đầu mình sẽ lắc cái này xuống ha. Lắc cái này xuống. Lắc cái này chi để nó ôm cái cục tròn ở trong đây nó không có nhả ra ha. Ok, thứ hai nữa là mình sẽ khóa cái này lại cho cái này nó không có nhảy lên. À, có chìa khóa không? Có chìa khóa không? Chìa khóa nó đưa nó mà. Oh, right here. Đưa nào? My bad. Đưa nào? Lâu gài không gặp gì đẹp trai quá ta. Đẹp trai không? Đẹp trai, có bà hai. Đẹp trai cho mình ký là da. Đẹp trai có bà hai. Nhét cái vô lại. Ok, xong khóa này lại. Cho mình chìa khóa luôn ha. Con này của cái ruộng ngọt sao ha. Có chơi làm một cái là hết order luôn á. Hả? Một cái chìa khóa là hết mấy cửa luôn á trước. Ồ vậy hả? Ồ vậy. Vô xe đi. Vô xe đi. Mình lắc cái này ra, để ấy đi. Ok thì chia sẻ với các bạn cái cách móc vô. Thì nãy giờ mình móc vô vậy rồi các bạn ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nói đưa dây điện nó vô. Từ cái dây điện này là nó sẽ coi. Okay. Để cho nó đừng có rối là cái. Ok. Bây giờ cái này mình sẽ đưa nó vô cái pin. Cái này là 7 pin ha. Vô đây. Đó. Ok. Cái này là cái này nó gọi là cái breakaway. Breakaway hả các bạn ha. Thì cái này mình sẽ móc nó vô chung với cái này. Vô chung với cái sợi này. Để cái sợi này đi. Cái này nó để nó làm cái gì? Để mình quấn lại cái mình chia sẻ với các bạn ha. Quấn lại cái. Thì khi mà cái rồ mọt. À ok để mình gắn cái này vô lại. Gắn cái này. Cái này mình sẽ gắn chéo ở bên đây. Đó, chéo qua này. Và cái bên đây mình sẽ gắn chéo nó qua bên đây. Đó, thường mình gắn chéo các bạn ha, đi chéo nhau chữ X á. Dây xiềng là mình làm chữ X, ok. Thì cái này á, là cái mà khi mà cái remote mình nó bị xúc ra đó,
thì cái sợi dây này nó sẽ bị giật ra, đúng không? Giật ra thì cái này giật ra. Giật ra thì cái thắng của rồ mọt nó sẽ khóa, cái thắng của bánh xe nó sẽ khóa lại, nó lắc lại các bạn ha. Cho nên cái trailer nó không có chạy một mình nó mà nó tự chạy đâu, nó chỉ khóa lại nằm im chỗ đó thôi. Đó. Nó là như vậy. Ok, để bây giờ mình chỉnh, mình coi cái đèn. Cái đèn nó có work không các bạn ha? Mặt ok, giờ xi nhan. Đây xi nhan nó work ha. Các bạn sao nó work không? Ê Trung, Trung gọi xe có gì thắng lên mình ha. Ok, xi nhan bên đây. Giờ giảm thắng cho mình coi, giảm thắng. Giảm thắng. Ok, xi nhan bên kia. Ok. Bật cái đèn lên cho nó chạy chạy ban đêm á, on á. Dẫn hết qua bên phải. Dẫn hết qua chưa? Ok, ok. Good. Đạp thắng rồi, đạp được rồi. Đạp thắng rồi. Nhả. Đạp thắng. Very good. Vậy cái này mình có khóa gì không? Khóa không? Hả? Ok. Chị này cho cái này phải không? Một cái chìa đó là hết lóc hết á. Chìa này cũng là chìa này. Chìa này cũng là cái này phải không? Lóc hết là. Lóc qua bên trái thì phải. Bên trái. Ok. Vậy đưa cái này lên. Để Phan đi lấy bụi ra luôn á. Sẵn ở đây có săn cỏ mà các bạn ha. Mua cái trailer về để đựng nail supply hả? Xong cái bán hả? À, xe cắt cỏ với lại ấy thôi. Ok. Bánh xe cua. Cái này đèn đúng không? Đèn. Hả? Có đét rồi. On, on. Đèn trắng mà này, trắng. On. Ủa sao không, không cháy? Không luôn, khác lên cái bóp không vậy? Không cháy hả? Để gì dưới mình coi là coi. Ủa phải bật cái đèn đèn trước lên, phải bật cái đèn như lái ban đêm á. Để mình thử coi nha. Dạ. Ok, đưa nó qua ban đêm coi. Thử coi. Cháy chưa? Cháy rồi hả? Cháy không? Đó. Ngon lành kênh đào. Nó này dừa bên là đòn ta, chắc dừa ha. Tám phía rưỡi phải không? Dừa, 8.5 mà. Không rưỡi, chắc dừa. Chắc là bên là đòn phải nằm ở đây. Đâu có đâu, 20 phía là nằm lọt dưới đây luôn mà. Ừ, biết rồi, biết rồi. Chắc con rai nó chạy lọt đây luôn mà. Ừ. Lâu chở mô tô đi chơi rồi này kia nó. Dư khúc dơn, dư gầu khúc dơn nữa. Dư khúc dơn, dư khúc đây nữa. Mày với anh Hoàng ngắn mà. Beautiful. Mốt gắn cái nền này cho cái bỏ cái loại diamond này vô nè. Dán vô là đẹp liền. Aluminum á. Nó mà nó không phải là aluminum nhưng mà nó cũng như là vải nồi vậy đó. Nó là vải nồi vậy đó. Giống như là vải nồi hiểu không? Ok, đóng lại. Nhẹ mà, chứ cái bộ nó kéo phụ nó ngủ. Ủa mấy này mua về rồi. Chửi. Để khóa bên kia luôn. Thank you Trung. Very much. Bữa nào bữa sao xuống dưới không gọi mình man. Đi nhậu. Tôi bắt đầu đại vì bấm đây thì sang gấp quá. Ồ vậy hả? Không có thời gian. Tắt đèn chưa? Chưa tắt. Nhưng mà khúc nghe là cũng tắt. Đúng không? Tắt à.
khóa lại. Khóa này nè. Đó. Có lần canh đao. Xíu cái sâu vô. Nhưng professional chạy phải gắn cái wheel vô. Đi để tới rồi hả? Tưởng nó giỡn hả? Mình ghé không có được. Ghé không được hả? Chắc chưa quen á, chạy thời gian quen à. Lâu chạy thường không? Chạy quen rồi nha. Mua về đậu luôn tới giờ có chạy đâu. Ờ. Ok, thì bây giờ mình sẽ sẽ dê cái rồ mọt lại các bạn ha. Dê rồ mọt là ngày của chàng các bạn ơi, ngày của chàng luôn rồi. Bây giờ mình nói hay các bạn, mình leo lên là mình rồ mọt là mình cứ dê thôi, nó giống như là nó nằm ở trong ốc của mình rồi các bạn, hiểu không? Hồi nãy Trung nó đem rồ mọt lên đây mà nói kiếm cái chỗ nào mà chạy thẳng tới á, đừng có dê không, thì dê nó dê không được. Thì nói chung là chạy hoài thì nó quen thôi. Từ rồ mọt như vậy thì khi bẻ ta lái qua bên phải thì cái rồ mọt qua bên, cái đích của nó qua bên trái, bẻ bên trái đích nó qua bên phải, nó là vậy đó các bạn. Đó, chạy tới thì rất là dễ. Ok, để tới đây mình sẽ muốn chụp một bôi hình ha bạn ha, chụp bôi hình đẹp đẹp để làm cái thumbnail các bạn nha. Chạy cái rồ mọt dài riết quen rồi, cái rồ mọt này nó rất là dễ chạy các bạn ơi. Chỗ này xe nó chạy tốc độ rất là nhanh, trên ra vô đó phải trên ra cho nhanh, chứ không là đi chậm chậm là ăn cho hết luôn á, lên là nó hốt hết luôn á. Chụp hình đẹp đẹp quá. Gió bên này gió. À, tại sao mình thích mua cái remote nó gọi là aluminum các bạn ha. Aluminum á, thứ nhất nó là aluminum mà tiếng Việt nó gọi là nhôm đúng không các bạn, nhôm không. Thứ nhất nó là nó nhẹ và nó chống xét nữa các bạn, nó nhẹ và chống xét. Nhẹ là để mình kéo xe mình nó thoải mái, nó ít hao dầu. Cái thứ hai nữa là rất là quan trọng là nó chống xét các bạn ha. Nó làm cho cái rồ mọt của mình mà mình các bạn giữ nó, các bạn xài nó, cái đời luôn các bạn, cái loại aluminum này. Một dán chữ khối xe bên này nữa các bạn ha. Khối xe bên này. Spread axle. Ngầu. Chỗ bên thì đẹp đẹp quá. Ok, thì bây giờ mình lái về nhà khoảng 3 tiếng các bạn ha. Khoảng 3 tiếng. Cứ ngắt ngon lành. Thì khi mà các bạn móc cái rồ mọt vô trong cái chiếc xe cậu của mình á, mà nếu mà chưa bỏ cái xe lên á, thì các bạn đẩy cho cái rồ mọt nó cao lên một chút ha, nghĩa là cao một chút. Và khi các bạn bỏ chiếc xe lên rồi á, thì nó sẽ bằng ra, thăng bằng với lại cái chiếc truck, thì chạy nó đầm hơn. Xe của mình á là mình không có lo rồi, tự nhiên nó là F450, nó có cái cầu sau là nó độ cho nó làm thiết kế cho kéo, và nó có bốn bánh sau ở phía sau, cho nên xe của mình kéo rồ mọt nào nó cũng ok hết. Nhưng mà những cái dòng xe như các bạn nó gọi là rear single wheel á, là có một bánh ở phía sau chỉ có hai bánh xe thôi á, thì nó dễ lắc hơn. Nếu mà các bạn bỏ chiếc xe mình lên không có đồng
nhớ là khi mà các bạn lô chiếc xe mình lên, là bỏ chiếc xe mình lên á, lúc nào nó cũng cái sức nặng của chiếc xe nó đè lên cái bánh xe nha, và phía trước một chút, đừng bao giờ để phía sau nó nặng hơn. Từ phía sau nó nặng hơn đó là nó rất là chao đó, cho nên để cái sức nặng lên trên cái bánh xe của cái rồ mọt và phía trước một chút thì nó sẽ cân bằng hơn, nó không có đảo, nó không có chao đó. Thì mua cái rồ mọt nó gọi là aluminum thì các bạn trả giá cao hơn một chút, nhưng mà nó sẽ cho các bạn nó gọi là lifetime luôn các bạn, là các bạn có thể xài nó rất là lâu, ít cũ hơn cái loại mà bằng sắt metal. Bởi vậy nhiều khi mình ngồi trên xe mình chạy 7-80 mile một giờ á, mình cảm thấy không có nhanh đâu các bạn, mà khi mà mình đậu mà xe nó chạy ngang á 7-80 mile một giờ á, rất là nhanh, mình cảm thấy nó chạy rất là nhanh. Thì bây giờ trở đi là mỗi lần đi kéo một xe để giao cho anh em, hay là đi kéo một xe về làm, thì mình đi cái remote này cho nó rất là tiện, chạy tới chạy lui, ve tới ve lui nó dễ, vô trong đổ dầu đổ xăng này kia cái nọ nó cũng rất là dễ hơn cái remote dài kia. Ok, ra thì mình ôm cái lên bên trái liền. Yes, xong rồi qua bên phải liền để mình vô cái lên trong. Từ chạy kéo remote lúc nào của mình giữ lên bên phải các bạn ha, chừng nào qua mặt thì mình qua lên bên trái, giống như xe truck này nó giờ nó qua mặt mình thì nó qua lên bên trái chứ mà giữ lên bên trái chạy miết á thì cảnh sát nó sẽ phạt các bạn, tại vì các bạn chạy một chút, các bạn thấy để cái bảng là truck trailer giữ lên bên phải hoặc là nó để là lên bên trái là qua mặt qua mặt, chỉ dùng cho qua mặt xe, thì nó gọi là left lane for passing only. Để mình xích beo cho các bạn ha. Mình nói với các bạn đúng không, mình móc cái remote này vô mình chạy, cái cảm giác của mình giống như nãy mình chạy lên một mình vậy đó, không có nghe cái gì hết, không nghĩa là nếu mình không có trực nhớ lại là mình nghĩ là mình chạy xe truck không à, chứ không có kéo remote. Giờ về tới Houston chắc cũng tối các bạn à, tối đó. Để coi trên đường có gì hay mình quay chia sẻ với các bạn thêm ha. Thì rốt cuộc mình cũng về đến nhà rồi các bạn ha. Thì giờ mình bỏ cái remote ở đây. Ban đêm đèn rất là đẹp. Thì chạy cái này nó rất là dễ chạy các bạn, từ nó ngắn. Và nhờ cái vino là cái mỏ phía trước nó là giống chữ V vậy các bạn ha, thì nó sẽ giúp đỡ cái tiết kiệm dầu khi mà mình chạy trên xa lộ, thì nó không có cản gió. Thì các bạn mua cái remote á, các bạn nên kiếm những cái mà nó có cái vino là cái V ở phía trước. Nó đỡ hơn những cái mà nó thẳng ở phía trước, mà nó thẳng thì giống như các bạn kéo cái bức tường đi vậy đó, nó cạn gió thì nó hao xăng hơn nhiều, hơn là cái vino các bạn ha. Thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình clip kế nha, chào tạm biệt các bạn.